Bài 3 là phép cộng phép trừ phân số. Có 3 cái kiến thức chính. Đấy. Kiến thức thứ nhất là cộng phân số. Có hai loại là cộng cùng mẫu. Nếu cùng mẫu thì tử cộng tử mẫu giữ nguyên. Và nếu nó khác mẫu. Nếu khác mẫu thì đưa về cùng mẫu quy đồng rồi cộng. Tính chất của phép cộng phân số cũng giống như tính chất của phép cộng số nguyên thôi. Giao hoán tức là đổi chỗ thoải mái này. Kết hợp tức là ghép thoải mái này. Cộng với số 0 tức là cộng với số 0 thì không đổi. Tương tự như vậy phép trừ phân số nó cũng có như thế. Nếu cùng mẫu thì tử trừ tử mẫu giữ nguyên. Nếu khác mẫu thì quy đồng rồi trừ. Còn hai phân số đối nhau cũng giống như hai số nguyên đối nhau thôi, chỉ khác nhau về dấu. Còn nếu bỏ dấu đi thì giống bằng nhau hết. Tổng hai số đối nhau thì bằng không. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi áp dụng để làm một số bài tập. Em nói thầy. Đó. Bằng bao nhiêu? Bằng âm 1 cộng âm 5 phần 4 bằng 4 phần 4 ạ, bằng 1 ạ. Phần 4 à? Phần 4 bằng bao nhiêu? 4 bằng 4 phần 4 bằng 1 ạ. Rồi. 1 ạ. Đúng. IB mời bạn Thảo nào. Thảo. Thảo. Năm cộng âm 7 ạ. 5 cộng với âm 7 phần 2 trên mấy? Trên 2 ạ. Trên 2 bằng? Thưa thầy, bằng 2 ạ. Anh âm 2. Âm 2 phần 2 bằng mấy? Bằng âm 1 ạ thầy. Chuẩn luôn. Rồi C. Mày bạn Ngân nào. Vâng ạ. Em thấy C sẽ bằng 2 cộng 5 phần 3 bằng 7 phần 3. Rồi, không giữ gọn nữa thì thôi. Thì cuối cùng mời bạn Kim Ngân ạ. Khánh Linh nhỉ? Khánh Linh. Linh ơi. Bằng. Âm 8 cộng âm 6 trên mẫu giữ nguyên là trên 7. Kết quả bằng? Âm 14 phần 7. Âm 14 phần 7 là bằng? 2. Rồi, ok. Đấy, bây giờ các em suy nghĩ làm ý bài 2. Bài tập số 2. Xin mời. Cái này các em sẽ gửi bài cho thầy giáo nhá. Các em thấy như sau. Ý 1. Âm 1 phần 3. Cộng 5 phần 2. Đây là hai phân số khác mẫu. Mẫu ở đây là số 3 và mẫu ở đây là số 2. Mà bội chung nhỏ nhất của 3 và 2 là 6. Cho nên là chúng ta biến thành mẫu 6. Đây này, chúng ta hiểu là âm 1 phần 3 chúng ta biến thành số 6. Mẫu sẽ phải biến thành 6. Thì mẫu chung là 6 mà. Như vậy số 3 muốn biến thành 6 thì phải nhân với 2. Như vậy thừa số phụ đây phải là số 2. Hiểu trong đầu thôi. Đây này thì ghi ra như này cũng được. Hoặc là hiểu trong đầu cũng được. Nhưng mà trong thực hành thì không nên ghi. Chúng ta hiểu đây là số 2 chúng ta sẽ phải đem thực hiện. Kết quả sẽ bằng âm 1 nhân 2 trên 3 nhân 2
Nên là làm rất kỹ đấy. Cộng 5/2. 5/2 chúng ta cũng sẽ biến thành 6. Vậy là thừa số phụ ở đây chúng ta hiểu đây là phải nhân thêm số 3. Nhưng không ghi vào. Chúng ta chỉ có không ghi số 3 như vậy nữa mà để ở đây. Kết quả sẽ bằng 5 nhân 3 trên 2 nhân 3. Kết quả bằng -2/6 cộng 15/6. Như vậy đây là tử cộng tử cùng mẫu rồi. -2 cộng 15 tất cả trên 6. Và cái này bằng 13/6. Đây là cái kiểu trình bày rất kỹ. Kiểu 2. Kiểu 2 là như này. Kiểu 2. -1/3 cộng 5/2. Chúng ta bỏ qua cái bước này. Chúng ta hiểu là biến thành số 6, mẫu biến thành 6, chứ còn là cái số này mà muốn biến thành mẫu biến thành 6 thì tử phải nhân với 2. Chúng ta có ngay kết quả là -2/6. Cộng. Chỗ này muốn biến thành 6 thì phải nhân với 3. Là 15/6. Kết quả bằng -2 cộng 15 tất cả phần 6 và bằng 13/6. Đấy, trong thực hành chúng ta nếu làm quen rồi thì nên làm cái kiểu này cho nó nhàn tản. Vậy bây giờ chúng ta cùng quay lại xem các bạn làm theo cái phong cách nào. Đợi 50. Tại thầy bảo là không được bỏ bước trung gian nên em làm hết ra như vậy. Không, không phải là bỏ. Đây là trung gian rồi này. Đây là trung gian rồi nhưng trung gian nó cũng không phải kỹ quá. Đây là rất kỹ. Làm như này thì tốt nhưng mà nó cũng không phần cần kỹ quá như này. Ngân nghe chưa? Vâng. Vậy thì đây cái phong cách làm của các bạn ấy xem như thế nào nha. Đây, bài bạn Thùy. Thùy đây. Bạn làm theo phong cách gọi là phong cách hiện đại đấy. Không cần kỹ quá, kỹ nhưng không kỹ quá. Còn đây bài bạn Ngân làm theo phong cách rất kỹ. Tất cả mọi bài đều làm vậy cũng là tốt thôi, nhưng mà lần sau chúng ta cũng tùy nhá, có thể không cần kỹ quá như này đâu. Đây như ví dụ như này này, bạn Ngân này. Đến đoạn này thì đáng lẽ là -2/5. Kỹ đằng này nhưng đằng này lại là không kỹ. Bạn Ngân hiểu chưa? Ngân. Dạ vâng. À, còn đây bạn Liên đây. Này Liên đây. Đây là cũng là rất kỹ đây. Dạ, em cũng là quá kỹ luôn. Ừ, kỹ này. Làm như này tức là rất hiểu bài đấy, nhưng mà nó không cần quá kỹ như này. Đấy. Được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta tiếp tục là ý B. Đấy, xem phong cách như thế nào nhá. Ý B chúng ta thống nhất là dùng phong cách không cần quá kỹ nha, cho nó đỡ vất vả. Ý 2. 5/8 cộng -7/4. À, mẫu đây là số 8 và số 4 thì bội chung nhỏ nhất của 8 và 4 chính là số 8. Thì chính là số 8 thì số 8 nó giữ nguyên, cần gì bằng 5/8 giữ nguyên. Còn số này muốn biến thành 8 thì phải nhân cả tử của mẫu với 2. Chính là -14/8. Vậy là cái này là có mẫu số chung là 8. Đúng rồi, chứ cần gì phải biến thành 32. Lớp 5 thì cứ nhân tử này mẫu kia cộng tử kia mẫu này. Bản chất nó cũng là quy đồng thôi, nhưng là số nó to. Kết quả tử cộng tử là 5 cộng -14. Mẫu giữ nguyên. Mẫu vẫn là 8 thôi. Kết quả sẽ bằng -9/8. Đấy. Chúng ta lại kiểm tra bài làm của các bạn xem phong cách các bạn làm như thế nào nhé.
ý của bạn Thùy đây. Bạn để luôn mũ mũ chung đây. Thôi, tốt rồi. Bài của bạn Ngân đây. Rất kỹ, mũ cũng là mũ 8. Đẹp. À đây sao lại ra lại âm 14 nhỉ? 5 với 14 phải âm 9 chứ. Thì à bạn Liên à, dạ, dạ. Chỗ này phải là âm 9 chứ. Đấy, thấy chưa? Ngân. Vâng. Bạn Liên đâu? Vâng, em nhầm. Bạn Liên đây. 4, 4, 8, 32 đây, cuối cùng vẫn rút gọn thành âm 8 phần 9 chưa? Bạn Liên thấy chưa? Đấy, bài bạn Ngân thì lại là kỹ đằng này nhưng nó lại không kỹ đằng này. Đấy, không kỹ dẫn đến nó nhầm. Đó, ta lại tiếp tục làm ý C. Có một bộ nha. Ý C như sau, ý 3. Ý 3 đây là 4 phần 5 cộng 7 phần 3. Mẫu ở đây là 5 với 3 là mẫu chung là 15. Chả còn cách nào khác. 15 này chính là trùng với cách làm của cấp 1, tức là tử này nhân mẫu kia cộng tử kia nhân mẫu này đấy. Mẫu là 15, chỗ này là thành chỗ này phải nhân thêm 3, 12 phần 15. Tử và mẫu nhân với nhân 3 là 12 phần 15 cộng với chỗ này thì muốn biến thành 15 thì phải nhân với 5, 5 7 35. Tử là thành 35, mũ là 15. Đấy. Cũng không cần phải là 4 x 3 cộng 5 x 7 đâu, ra luôn cần gì nữa. Bằng tử cộng tử 12 cộng 3 17 trên 15 bằng 49 x 15. Đấy, nó rất gọn gàng, nó đỡ nhọc nhằn. Chúng ta ngó lại bài các bạn chút. À, 47 chứ, thầy làm nhầm đấy. À ừ. Ở đây ba thầy làm nhầm đây là 35 chứ. 47. 35 thì đây là 47 rồi, làm nhầm. Đây 47 đây các bạn làm đây. Đấy, làm như này là vừa đẹp này, bạn Thùy làm đây là vừa đẹp này. Nhưng mà chỗ này là chưa kỹ lắm, này kỹ là chưa kỹ lắm. Bạn này đây là đẹp nhưng mà lại chỗ này lại kỹ quá, kỹ quá đằng sau lại không kỹ, bạn này lại vẫn không kỹ đó, bạn Ngân hay bị đoạn sau không kỹ, bạn nào bỏ qua luôn bài đây, bạn này ăn nào cũng kỹ rồi. Ừ, được rồi, tốt đấy, ngoan nha. Và tiếp tục ý D rồi chúng ta cứ chữa kỹ cái bài này đi. À, ý 4, 5 phần 6 cộng âm 7, âm 6 phần 7. Ý 4, 5 phần 6 cộng âm 6 phần 7. À, mũ chung 6 với 7, mũ chung là 42. 42 thì chúng ta thực hiện là tử này nhân mũ kia cộng tử kia nhân mũ này. 5 nhân 6, 5 nhân 7 là 35. 42 cộng chỗ này chúng ta phải nhân với 5, à nhân với 6. 6 nhân 6 là âm 36. 42 bắt đầu kỹ 35 cộng với âm 36 tất cả phần 42 và sẽ bằng đây là âm 1 phần 42. Rồi, chúng ta tiếp tục chữa đến ý 5. 5 nên là âm 3 phần 5 cộng âm 5 phần 4. Thì mẫu chung ở đây là 5 với 4, mẫu chung ở nhất là mẫu chung ở nhất của 5, 4 là 20. Chúng ta biến thành 20, mẫu biến thành 20. Thì chỗ này muốn biến thành 20 thì phải, mẫu phải nhân với lại 4. 4 x 3 là trừ 12 phần 20. Chỗ này thì nhân với 5 trừ 25 phần 20.
và bằng trừ 12 từ cộng tử mà cộng với âm 25 tất cả trên 20 sẽ bằng âm 37 phần 20. Đó. Và ý cuối cùng âm 3 phần 10 âm 3 phần 10 cộng với âm 17 phần 25 âm 3 phần 10 cộng với âm 17 phần 25 đấy. Bây giờ chúng ta hiểu này, số 10 và số 25 thì bội chung nhỏ nhất được bao nhiêu? Bội chung nhỏ nhất đấy thì 50. Đấy, chúng ta phải làm này, phải làm riêng rồi đấy, chỗ này phải làm riêng rồi đấy. Đấy, vậy thì kết quả sẽ phải biến thành 50, tất cả phải biến thành mẫu thành 50. Số này muốn biến thành 10, muốn biến thành 50 thì phải nhân với 5, âm 15 phần 50 cộng số này thì nhân cả tử mẫu với âm 2, 17 nhân âm 2 là âm 34, âm 34 phần 50. Kết quả cùng mẫu rồi thì đem tử cộng tử là âm 15 cộng âm 34 tất cả trên 50. Kết quả sẽ bằng âm 49 phần 50. Đấy, chúng ta cùng kiểm tra làm các bạn xem nha. Đây. Và Thùy đây, bạn ấy cũng thấy cái việc để tìm mẫu chung nhé, nhưng đoạn sau lại không kỹ thì hay bị đoạn sau vậy. Bạn Ngân đoạn sau cũng hay bị không kỹ, cũng nan như vậy. Liên, Liên số to đùng. Liên nhá. Vâng. Trước hết là những ai đã hiểu cách làm các bài tập này rồi giơ tay. Bài tập 3 đây là phép trừ các phân số. Đấy, chúng ta xem bài của bạn là đúng nha. Trước hết là tử trừ tử mẫu giữ nguyên. Đây các em nhìn đây, Liên nó làm tử trừ tử này, mẫu giữ nguyên này, 12 trừ 4 bằng 8 đúng. Chỗ này là 5 trừ 8 trên 19, chỗ này cũng đúng. Chỗ này là tử trừ tử, đây dấu trừ đây, xong lại chỗ này lại có một cái dấu chữ âm 5 nữa, cho nên là nó mới ra như này. Chỗ này điều này cũng đúng, 7 phần 13. Chỗ này là âm 13 phần 11 đây, đúng. Chỗ này thì là tử trừ tử, đây âm 5 trừ đi trừ 3 đây, trong ngoặc đấy đàng hoàng, kết quả âm 2 đúng. Chỗ này là âm 12 đúng nốt. Đấy, này là gọn gàng. Cái này là 12 trừ 4 bằng 8 đúng. Cái này cũng vậy. Đúng này. Âm 3. Đúng này. Xuống dòng đi sao mà cứ bị sang ngang gì. 7 phần 13 này. Âm 1 phần 10 âm sao lại âm 1. Đề bài là xác định như này này. Đây là âm 6 phần 11. Xem ý D đúng nhá, và đây lại hai dấu âm thì xem là bạn nào ghi đúng đề bài nhá. Thì đã chưa để ý đề bài ý D. Đây thì có một dấu trừ thôi. Ngọc nhá. Ngọc ơi. Vâng ạ. Ừ, nên là em làm cái này nó bị nhầm đề bài. Này lưu ý nhá. Còn nếu mà làm đúng như đề bài đúng như này thì em làm đúng, nhưng mà đề bài nó lại như kia, cho nên là để ý nó, mình phải thực hiện theo đề bài. Chỗ này là âm 7 cộng 5 trừ đi 7 trừ 5 đấy, âm 12 đúng rồi. Bài bạn dưới cùng là bài của bạn Ngân. Bài của bạn Ngân 12 trừ 4 cũng bằng 8 đúng. Chỗ này là âm 3 đúng.
này là 7 phần 13 đúng. Âm 13 đúng. Âm 2 phần 17 đúng. 12 phần 9 âm chứ. Âm 12. Bạn lỗi một tí chút. Bạn Liên thì không bị lỗi. Vậy là tốt nhá. Em thấy như sau. Chỗ này thì chúng ta tận dụng những cái kiến thức mình đã học, thì đó là cái quy tắc dấu ấy. Kết hợp cả đối với phép nhân thì em thấy là bằng tử là âm 5 này, còn tử trừ tử đấy, nhưng mà ở đây lại là 5 này trừ đi rồi trừ 7 trên trên 4. Kết quả là bằng 5 cộng 7 bằng 2 phần 4 bằng 1 phần 2. Rồi, đối với cái ý này bằng 4 phần 5. Chỗ này là có hai dấu trừ này, các em thấy là để cho nó đơn giản đi, các em biến thành trừ đi trừ, tức là có hai dấu âm cộng luôn đi, cộng 3 phần 5, đơn giản. Kết quả bằng 4 cộng 3. 4 cộng 3 trên 5 7 phần 5. Rồi. Ý này thì sẽ bằng âm 7 phần 9 trừ đi 13. Đấy. Tất cả trên mẫu là 9. Đấy, cái âm 9 này các em biến thành cái dấu âm mới đưa lên cho số 7 nó rồi. Hiểu nó là vậy. Nhá, âm 7 với âm 13 thì kết quả là khoảng âm 20. 9. Cái chỗ này thì đang rất lằng nhằng. Mặc dù là đều là mẫu âm 11 nhưng mà chúng ta biến thành mẫu dương đi. Âm 23. Âm 11. Còn chỗ này có tới ba cái dấu trừ lằng nhằng như này. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Ba cái dấu trừ, số là dấu trừ mà lẻ thành âm luôn, trừ 3 phần 11. Đấy, đơn giản đi, nó ít dấu đi, kết quả bằng âm 23 trừ 3 trên 11 âm 26 phần 11. Rồi, tương tự như này cũng vậy, bằng âm 3 phần 5. Chỗ này là cộng, chỗ này là có hai dấu trừ cho nên biến thành dấu cộng rồi. Còn 8 phần 10 thì biến tối giản đi, chia cả tử và mẫu cho 2 thành 4 phần 5. Tự nhiên nó sẽ thành cùng mẫu. Kết quả bằng âm 3 cộng 4 trên 5 1 phần 5. Đối với cái số 5 này sẽ bằng 23 trừ 17 trên 9 và bằng 23 trừ 17 là bằng 6 phần 9 bằng 2 phần 3. Chỗ này cùng mẫu là 8 thì bằng 9 trừ 11 trên 8 bằng âm 2 phần 8 âm 1 phần 4. Chỗ này thì bằng trừ 1 trừ 5 trên 2, tử trừ tử mẫu giữ nguyên, bằng trừ 6 phần 2 và trừ 6 chia 2 bằng trừ 3. Cái này bằng tử trừ tử là 4 trừ 7 trên 3 bằng âm 3 trên 3. Cái này sẽ bằng 5 cộng với 3. Đây vì đây 5 đây, xin lỗi nha. Chúng ta cũng lại thực hiện kỹ thuật là 5 phần 7. Chỗ này là cộng
3 phần 21 thì chính là 1 phần 7. Đơn giản đi thì tự nhiên không phải quy đồng. Vì có hai dấu trừ chỉ biến thành dấu cộng. Đơn giản. 5 cộng 1 trên 7. 6 phần 7. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng xem bài làm các bạn xem thế nào nha. Không thể hơi kệ các bạn đi. Rồi đây nhá. Ý 1 này. X cộng 1 phần 2 bằng âm 5 phần 3. X là thừa số sẽ bằng trừ 5 phần 3 trừ đi 1 phần 2. X như vậy chúng ta phải quy đồng lên mẫu chung giữa số 2 và số 3 này, mẫu chung phải là 6. Như vậy số 3 muốn, chỗ này muốn biến thành 6 thì tử và mẫu phải nhân với 2 âm 10 phần 6 trừ đi số này muốn biến thành 6 thì mẫu phải nhân với 3 thì kết quả sẽ là âm 3 phần 6 à 3 phần 6 3 phần 6. X sẽ bằng tử trừ tử mẫu giữ nguyên trừ 10 trừ 3 trên 6. X sẽ bằng trừ 13 phần 6. Vậy là xong. Đó, em ghi vào và tương tự như vậy sẽ làm theo ý còn lại. Ý B như thế này. 1 phần 3 trừ x bằng 3 phần 5 thì x sẽ bằng 1 phần 3 trừ đi 3 phần 5. Tức là chúng ta hiểu đây là x là số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiệu, đây là đúng. Đây, cái này mẫu chung là 15, 5 trừ đi 6 thì 15. X sẽ bằng là âm 1 phần 15, này đúng nhá. Ý B, x sẽ bằng 7 phần 2 trừ 3 phần 4. Mẫu chung là, bạn này vẫn 2 với 4 thì mẫu chung là 4. Chuyển đến mẫu chung là 8 thì số nó to quá. Thầy. Rồi. Nhân cái này muốn biến thành 8 thì phải nhân với 4, 4 7 28. Chỉ 6, 28 thì 6 là 22 phần 8. Tối giản đi nó vẫn là phần 4 thôi. Rồi. 4. X sẽ bằng trừ 7 phần 9 cộng 4 phần 3. Liên này không hay dùng thói quen 9 với 3 đẹp như vậy mà lại không dùng. Cứ quy thành 27 cho nó to. Âm 15 này là âm 21 cộng 36 là 15. 15 phần 21 chia cho 3 đi thì sẽ bằng 5 phần 7 thôi. Cái chỗ này x sẽ bằng 5 phần 6. Này cũng đúng. Cộng với âm cái này là âm 7 phần 3 như này cũng được. Mẫu chung là 18 này. 6 với 3 mẫu chung là 6 đẹp như vậy. 15 cộng 42 là âm 27. Âm 27 18 chia 9 đi sao này cũng được. X sẽ bằng 9 phần 10 cộng 1 phần 5. Mẫu chung đây là 50. Kể ra mẫu chung là 10 thì vẫn liên nhá. Đấy thì tìm số bé nhất chứ, còn nếu mà mẫu như này nó to quá. Đấy. Mặc dù nó đúng nhưng thầy giáo chưa hài lòng. Đấy, cố gắng phải làm mẫu bé hơn đi thì mới đạt yêu cầu. Còn như này thì mới chỉ là chấp nhận được thôi. 45 cộng cái gì? 55 đấy, tối giản đi cho 5 vẫn là mẫu 10. Rồi. Em có thể tham khảo. Rồi. Ý thứ nhất em làm ạ. Trừ 1 phần 2 bạn nào làm bạn nhờ? Em ạ. Bạn nào? Ngọc ạ. Ờ, Ngọc nào? Em thưa thầy là xuống dòng âm 1 phần 2 ạ. Âm 1 phần 2 này. Gì nữa? Không, em quy đồng cái mức quy đồng em bỏ ra nháp được không? Được, ra bao nhiêu? Bằng 12 phần 24 ạ. Mẫu chung là 24 à? Vâng.
Vâng. Vậy đấy nhá. Được rồi, 12, âm 12 hay là 12? 12 ạ. À, âm 12, âm 12 phần 24. Phần 24 rồi. Cộng với âm 8 phần 24. Rồi. Trừ đi âm 30 phần 24. Âm bao nhiêu? Âm 30 ạ. À. Rồi. Phần 24 ạ. Vâng. Chờ em tí, em tính. Trời ạ. Từ âm 12 cộng âm 8 trừ âm 30. Thế là cộng 30, sao lại không làm cái việc đấy, cứ phải trừ đi trừ nó khổ. Hai dấu trừ thành dấu cộng. Kết quả ra bao nhiêu? 10 24 tối giản đi 5 12. Đối với bài này thì các em dùng mẫu 24 nó cũng hơi to. Số 2, 3, 4 mẫu chung nó là 6. À đúng rồi, mẫu chung là 12 thôi. Cây 2 này. Em có thể làm như thế này. Cây 2. Âm 1 phần 2 cộng âm 1 phần 3 trừ đi trừ 5 phần 4. Kết quả mẫu chung đây là 12. Để chỗ này phải nhân 6 là âm 6 phần 12 cộng với chỗ này mà biến thành 12 thì nhân với 4, âm 4 phần 12. Số này mà muốn biến thành 12 thì nhân với 3, trừ đi trừ biến thành cộng, nhân với 3 là 15 phần 12. Kết quả bằng trừ 6 trừ 4 cộng 15, tất cả trên 12 bằng 5 phần 12. Đó. Ý số 2. Nào làm được? 5 phần 4 trừ 1 phần 2 cộng âm 7 phần 8. Mẫu chung là 2, 4, 8. Mẫu chung là 8. Chỗ này biến thành 8 thì thành nhân với 2. 10 phần 8. Trừ chỗ này biến thành 8 thì phải nhân lên 4, âm 4 phần 8, 4 phần 8, chỗ này giữ nguyên. Kết quả 10 trừ 4 trừ 7, ghi này cho nó gọn, trên 8, âm 1 phần 8. Ý C, ý 3, 1 phần 5 trừ 1 phần 2 cộng 9 phần 10. Mẫu chung ở đây là 2, 5 với 10, mẫu chung là 10. Số 5 mà biến thành 10 thì thành 2 phần 10 trừ 5 phần 10 cộng 9 phần 10 bằng 2 trừ 5 cộng 9 phần 10 6 phần 10. Đối giản đi bằng 3 phần 5. Rồi.